Thưa các bạn, hoa hồng đã vào mùa chính vụ. Lần cất cành từ mồng 5 tới ngày 15 tháng 8 âm lịch vừa qua, đang cho ra những chậu hay cây hoa hồng lứa mầm mập mạp vươn dài đầu tiên sau những tháng hè nắng nóng gay gắt. Nếu bạn nào chăm sóc đúng kỹ thuật, phục hồi tốt cho cây, thì kết quả hiện tại các bạn sẽ nom thấy ngay khi lứa mầm này đang phát triển. Ngược lại, nếu bạn nào sau những tháng hè nóng bỏng, chăm sóc không tốt, thì cây hoa hồng hiện tại mới đang có dấu hiệu hồi phục mà chưa cho lứa hoa đầu tiên này như ý muốn của các bạn. Vậy làm thế nào để chúng ta hồi phục nhanh cho cây hoa hồng sau hè, nhất là những cây đã hoặc vẫn đang bị bệnh? Việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu chúng ta không chăm sóc đúng cách, đúng lúc, thì việc cây hoa hồng hồi phục như mùa hoa trước là rất lâu. Thậm chí, nếu để tự nhiên cây hoa hồng lại bị trồng ở trong chậu, thì nhiều cây khi hồi phục xong đã hết mùa hoa, nở chính vụ. Hôm nay, Chú Hồng lên sóng chia sẻ với các bạn những kỹ năng cần làm ngay khi bạn muốn cây hoa hồng nhà các bạn hồi phục nhanh theo đúng chuẩn phát triển tự nhiên của chúng. Thưa các bạn, những chậu hoa hồng bước vào mùa thu mát mẻ khi chưa hồi phục thường cằn cỗi, cành lá màu đỏ và xác xơ. Nhiều chậu nếu các bạn chưa chữa tiệt nọc bệnh tật vẫn còn bọ trĩ và nhện đỏ thì nó còn tàn tạ hơn thế. Việc đầu tiên bạn phải làm là bạn phải vệ sinh, dọn dẹp gốc hồng, cào xới lại đất ở mặt chậu cho tơi xốp, thoáng khí. Chưa nên bón bổ sung phân vội nếu bạn chưa phun phòng hay phun chữa bệnh triệt để cho cây. Vì vậy, ngay sau khi cây dọn vệ sinh thì bạn phải phun thuốc phòng bệnh ngay và tầm cỡ 2-3 ngày sau bạn hãy bón thúc cho cây hoa hồng. Có rất nhiều cách bón thúc, nhưng theo Chú Hoa Hồng thì bón thúc phân vi sinh trộn với phân NPK là ưu điểm nhất. Vì đây là loại phân giàu dưỡng chất, đầy đủ vi lượng và đặc biệt cây hấp thụ được ngay sau khi bạn tưới nước. Khác với nhiều khi bạn bón phân hữu cơ, cây phải phân hủy và phải trải qua nhiều công đoạn cần thời gian mới trở thành chất dinh dưỡng. Xen kẽ với những lần bón phân gốc này, bạn nên cho cây ăn qua đường lá bằng những loại phân bón lá qua lá. Có rất nhiều loại phân bón lá để bạn lựa chọn và bạn không nhất thiết phải chọn một loại nào đó duy nhất cho cây hoa hồng của mình. Tiếp theo, nếu bạn nào có điều kiện mà thường xuyên có sẵn những loại phân tự chế như đậu tương, ngâm, dịch chuối, vân vân, thì việc cho ăn thêm xen kẽ là một lựa chọn không thể tốt hơn. Một kỹ năng nữa khi hồi phục cây hoa hồng nhanh và hiệu quả là giữ ẩm cho cây bằng nước lã. Có rất nhiều bạn đã bỏ qua kỹ năng này và đã làm giảm hiệu năng chăm sóc đáng kể do bạn lầm tưởng rằng mỗi khi tưới nước phân cho cây, cây đã đủ ẩm và đủ nước để cây sử dụng. Việc tưới nước lã đều, đúng, đủ sẽ giúp cây trung hòa các loại phân bón bạn đang đổ vào gốc, nhất là những loại phân cần nước lã mới phân rã thành dinh dưỡng và thẩm thấu vào bộ rễ như phân vi sinh hay NPK chẳng hạn. Hơn thế, việc tưới nước lã cũng giúp bạn hạn chế thấp nhất những sự cố do việc chẳng may bạn tưới phân
bón quá đậm đặc xảy ra. Tóm lại, để phục hồi tốt nhất cho một chậu hoa hồng sau những ngày hè nắng nóng, thì việc học hỏi hay trang bị cho mình một kỹ năng chăm sóc đúng cách, đủ, luôn là một việc nên làm. Trong bài viết này, ngoài những kinh nghiệm trồng hoa hồng đúc rút ra từ chính những chu kỳ chăm sóc hoa hồng hàng năm của mình, trồng hoa hồng cũng học hỏi thêm nhiều ở những người chơi hoa hồng lâu năm có kinh nghiệm. Để kết thúc bài viết này, trồng hoa hồng chúc các bạn có những chậu hoa hồng nở đúng lứa hoa đẹp trong mùa hoa chính vụ, nhất là vào Tết Nguyên Đán âm lịch sắp tới. Hy vọng các bạn sẽ có những kỹ năng thuần thục để chăm sóc tốt cho những lứa hoa mùa chính vụ thêm rực rỡ. Trung Hoa Gồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem ít phút của bài viết này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.